Lâm Đồng và quy hoạch thời kỳ 2021 đến năm 2030. Số thứ hai, 3 phân vùng phát triển liên huyện. Các bạn nhìn trên màn hình là 3 phân vùng phát triển chính của tỉnh Lâm Đồng, với vùng 1 là vùng động lực chính của tỉnh, vùng 2 là vùng đệm sinh thái, vùng 3 là vùng động lực phía Tây Nam của tỉnh. Vùng 1, vùng liên huyện Đông Bắc sẽ bao gồm thành phố Đà Lạt và các huyện như là Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà. Đây là vùng trọng điểm, có vai trò động lực phát triển chủ đạo của tỉnh. Kèm theo đó là tốc độ đô thị hóa chiếm tỷ lệ cao, dự kiến đến năm 2030 có thể đạt hơn 65% và dân số có đạt hơn 630.000 người. Nhìn trên bản đồ dễ dàng thấy thành phố Đà Lạt là trung tâm đô thị của vùng 1 và là trung tâm du lịch cao cấp quốc gia có ý nghĩa quốc tế. Ngoài ra, vùng 1 định hướng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia và tầm quốc tế, vì đây là đô thị loại 1. Tóm lại, vùng 1 sẽ thấy được tổ chức không gian chính là thành phố Đà Lạt là đô thị loại 1 và đô thị Đức Trọng đô thị loại 4, định hướng là đô thị loại 3, thị xã trong tương lai. Còn các đô thị vệ tinh bao gồm như thị trấn Lạc Dương, Đinh Văn, Thạnh Mỹ, Đà Ran, Nam Bang hay là Tân Hà. Tiếp theo là vùng 2, vùng liên huyện trung chuyển. Nó sẽ gồm những huyện như là Di Linh, Đam Rông và phần còn lại huyện Lâm Hà. Nhìn trên bản đồ dễ dàng thấy đó chính là đô thị Di Linh. Đây là trung tâm của cái vùng 2, sẽ tập trung khai thác mạnh về thương mại dịch vụ dựa trên những cái lợi thế giao điểm về hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây, kết nối giữa Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận như cái số đầu tiên mình đã chia sẻ. Hướng phát triển đô thị sẽ tập trung chủ yếu là, bạn để ý, là theo quốc lộ 20 là thị trấn Di Linh và phía bắc quốc lộ 27 là thị trấn Bằng Lăng và Đà Ran. Cuối cùng là vùng 3, vùng động lực phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng. Nó sẽ bao gồm thành phố Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Đạ Hoai, Đạ Tẻ và huyện Cát Tiên. Đây là một cái tiểu vùng kinh tế động lực phía Tây Nam của tỉnh Lâm Đồng có tốc độ đô thị hóa cao nhé. Dự kiến có thể đạt xem so với vùng 1, trong đó thành phố Bảo Lộc là đô thị hạt nhân, trung tâm của vùng 3. Còn những cái phân vùng Đạ Hoai, Đạ Tẻ, Cát Tiên là những cái vệ tinh xung quanh cái hạt nhân. Nhìn tổng thể có thể thấy được đô thị vùng 2 như là thị trấn Madagui, Đạ Tẻ, Cát Tiên, Phước Cát sẽ tập trung phát triển dọc theo những cái trục quốc lộ 20, quốc lộ 55 và tỉnh lộ 721. Bạn có thấy vùng 3 có cái tiềm năng về lợi thế tiếp giáp và gần với các vùng kinh tế lớn của tỉnh thành phía Nam như là Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, huyện Đạ Hoai là đầu mối kết nối phát triển kinh tế xã hội với các huyện trong tỉnh và các khu vực như là Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Đặc biệt đối với những nhà đầu tư cá nhân và mình thì mình sẽ thích xuống tiền tại vùng 1 và vùng 3 nhiều hơn, tại vì nó có một cái dư địa tăng giá về thay đổi đô thị và hạ tầng. Mình sẽ hẹn các bạn tại số thứ 3 về quy hoạch Lâm Đồng.